Nhân dân không bao giờ quên. Hưng phục ngày 4 tháng 6. Hưng phục ngày 4 tháng 6. Những câu nói hùng hồn này mở đầu lễ khánh thành Viện Bảo tàng 4 tháng 6 tại địa điểm mới ở Hồng Kông hôm thứ Sáu, 26 tháng 4. The reopening of this June 4th museum on the 30th anniversary of June 4th. Việc mở cửa lại Viện Bảo tàng 4 tháng 6 nhân kỷ niệm 30 năm vụ lục tứ là minh chứng cho cam kết của chúng tôi là sẽ giữ gìn ký ức, theo đuổi công lý và hy vọng cho tương lai của đất nước chúng ta. Hope for the future of our country. 4 tháng 6 là viện bảo tàng duy nhất ở Hồng Kông chuyên trưng bày hiện vật liên quan đến vụ chính phủ Trung Quốc đàn áp đẫm máu những cuộc biểu tình đòi dân chủ trên quảng trường Thiên An Môn ở thủ đô Bắc Kinh năm 1989. Nơi này bị buộc đóng cửa một thời gian dài do những tranh cãi pháp lý với người chủ đất thời đó. Ban tổ chức cho biết kế hoạch mở cửa lại bảo tàng từng bị gây rối rất nhiều, trong đó có vụ đột nhập hồi đầu tháng mà các ổ điện bị đổ đầy nước muối vào. Những vật trưng bày ở đây bao gồm hình ảnh về vụ đàn áp ở Thiên An Môn, cũng như vật dụng của những người biểu tình bị quân đội chính phủ Trung Quốc giết chết. Mỗi lần nhớ lại vụ 4 tháng 6, tôi đều có cảm giác buồn muốn rơi nước mắt. Tôi nghĩ người dân Hồng Kông nào cũng có cảm giác như vậy. Chúng ta đều trải qua những sự kiện tương tự, nhưng ngày nay, tình hình ngày càng tồi tệ. Quyền tự do bày tỏ ý kiến không còn, nhiều thứ đã trở thành điều cấm kỵ, không nói được. Đến nay, chính quyền Trung Quốc vẫn cấm người dân bàn về vụ đàn áp trên quảng trường Thiên An Môn, nơi mà vào ngày 3 và ngày 4 tháng 6 năm 1989, họ ra lệnh cho quân đội bắn người biểu tình và điều xe tăng đến đè bẹp phong trào đòi dân chủ do sinh viên khởi xướng. Chính phủ Trung Quốc chưa bao giờ công bố số người chết trong vụ đàn áp này. Theo ước tính của các nhóm nhân quyền cũng như nhân chứng, có khoảng vài trăm đến vài ngàn người biểu tình bị giết chết.